Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 76 của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2026 đã đưa ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Theo đó, các địa phương đã tích cực đưa việc giải quyết thủ tục hành chính lên môi trường mạng, giảm bớt thời gian giao dịch, tạo môi trường thuận lợi không chỉ cho người dân mà cả doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh. 6 năm liên tiếp, Quảng Ninh giữ vững vị trí top đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều điểm sáng trong thu hút đầu tư và cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp như thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà đều quyết liệt trong cải cách thể chế theo đúng thông điệp của tỉnh là nhà nước sẽ không trực tiếp làm những gì nhân dân, doanh nghiệp làm được và làm tốt hơn. Một trong những cái yếu tố mà rất là quan trọng mà các nhà đầu tư nước ngoài họ quan tâm đó là việc thông thoáng trong áp dụng các cái thủ tục hành chính. Bởi vì tôi nghĩ rằng họ là những cái đơn vị mà từ nước ngoài đến thì họ cũng không quen với môi trường đầu tư, cũng không có am hiểu sâu về các cái thủ tục. Nhưng mà việc mà chúng ta cải cách như là thời gian vừa qua thì tạo cho họ có cái niềm tin cũng như là có một cái sự quyết tâm hơn trong cái việc là họ nghiên cứu đầu tư về tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian vừa qua thì thị xã Quảng Yên đã là một cái điểm đến có cái môi trường đầu tư tốt để thu hút các cái nhà đầu tư vào địa bàn của thị xã. Riêng 6 tháng đầu năm 2023 này thì tính đến thời điểm này là thị xã đã thu hút được 7 nhà đầu tư vốn FDI vào triển khai các dự án ở trong các khu công nghiệp với cái tổng vốn đầu tư khoảng 830 triệu đô la. Hiện nay toàn tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp 1.240 trên 1.591 dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 78%, cao nhất toàn quốc. Trong đó là 77% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 70% hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến 5 bước trên môi trường điện tử. Đến nay, người dân, doanh nghiệp ngồi ở nhà cũng có thể thực hiện được các thủ tục hành chính, đồng thời theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Xây dựng được cơ sở dữ liệu về giải quyết thủ tục hành chính để có thể tái sử dụng trong lần giải quyết thủ tục hành chính tiếp theo. Và người dân và doanh nghiệp chỉ cần phải cung cấp một lần về thông tin đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân cũng như của doanh nghiệp mình. Chúng tôi sẽ có cơ chế là miễn hoặc là giảm một phần cái phí lệ phí mà tổ chức và công dân phải thực hiện đối với các thủ tục hành chính, mà phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Quảng Ninh cũng mạnh dạn thí điểm áp dụng những mô hình quản trị mới, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, trở thành thương hiệu về một điểm đến đầu tư an toàn, thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn và thành công. Lãnh đạo tỉnh luôn có một cái chỉ đạo chung, đó là cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh chỉ có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Do đó mà chúng tôi luôn luôn tư duy và sáng tạo và tìm ra những cái giải pháp mới để có thể nâng cao cái chất lượng dịch vụ để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng chính phủ số, chính phủ điện tử nói riêng và cải cách hành chính nói chung góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đảm bảo có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đây là nhiệm vụ tất yếu để đưa Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu.